sẽ đến với Địa Lan đi. Ở mấy video trước thì mình có giới thiệu với mọi người như là kiếm này, phong lan, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Địa Lan nhé. Địa Lan thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người đó là Địa Lan hè thu. Đấy. Cái chậu mình đang quay ở đây là chậu tố tâm. Đấy. Đang hoa này. Đấy. Dòng hè thu như mình biết ở vườn mình có hiện tại. Còn thì đây là tố tâm này, đại kiều này, và có tiểu kiều này. Tiểu kiều đây, tiểu kiều này, kim biên và ngân biên. Đây, kim biên đây. Đấy. Nụ này mọi người thấy không? Đấy. Nụ này, kim biên này, ngân biên. Đây, đây. Ừ, cũng đang hoa. Đấy. Những giống hè thu thì nhà mình có đủ giống nhé mọi người nhé. Ai cần cứ liên hệ. Ừ. Đây, hoa này. Đấy, mọi người thấy không? Giống hè thu mà, bây giờ đang chuẩn đang vào mùa hoa đây. Đây là chậu tiểu kiều này. Đấy. Chậu này trước cũng to đấy, nhưng mà mình tách mình bán này, bán khóm này. Đấy. Đây, hoa. Ở video trước ấy, mình có quay video là mình tách cái chậu tiểu kiều to bự rồi. Đấy. Đây, chậu tiểu kiều này mà chưa thấy có hoa gì. Tố tâm này. Đấy. Đó. Đây, và bây giờ mình sẽ quay lại cái chậu tố tâm. Đấy. Này. Hoa rất là thơm luôn mọi người nhá, chậu tố tâm. Đấy. Như cái cây này, cái chậu này mình nhìn thấy có một ngồng đang hoa nở này. À đây đây, một lồng nữa mọi người này. Đây đây, thấy không? À, một đây nữa, chắc là bên trong này cũng phải có nụ tiếp chứ, mình thấy bụi to này mà. À đây đây, đây có một cái này. Đấy. Nhìn sơ qua thì cũng có 4 lồng rồi. Đấy. Hoa tố tâm đây, đây cái mặt hoa của nó này mọi người. Cánh ở bên ngoài rất là sạch này. Đấy, chất đầu là sạch này. Lưỡi đốm này, ở bên trong này. Những cái này này, đấy, chấm 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 chấm. Thủy rất là sạch luôn. Thơm cực kỳ luôn mọi người nhá. Thơm nồng nàn luôn. Đấy. Tố tâm. Chỗ này nhà mình phải mấy chục thân ạ. 40 thân đấy. Củ to tròn luôn. Đây. Mình cho mọi người thấy củ này. To chưa? Ngón tay mình luôn đấy. Có thể là hơi tối. Còn đây là chậu đại kiều nha mọi người. Đấy. Nhiều người nhầm lẫn giữa đại kiều ấy. Có người nhầm lẫn đại kiều và tố tâm này, mọi người nhìn này. Đấy, đại kiều này, tố tâm này. Đấy. Chỗ đại kiều này thì khá là đẹp luôn này. Củ to rất. 1 này, 2, 3. Bốn ngồng. Chỗ này tương lai sẽ khá là đẹp. Chẳng chỉ tuần nữa thôi là mình sẽ có video hoa chậu đại kiều cho mọi người. Củ mẩy. Phải nói là khá là mẩy luôn này.
Wow, nhìn cái củ mọi người thấy này. Thấy không? Tròn vo luôn. Ngồng này. Ngồng được hai đốt tay rồi. Đấy. Mọi người cách phân biệt giữa cả đại kiều với tiểu kiều. À quên, đại kiều là tố tâm nha mọi người. Nhìn này. Nhìn mầm này. Đấy. Mọi người nhìn mầm đại kiều nhá. Xanh nhưng mầm của tố tâm này nó có vẻ tím. Đấy. Đấy là cho những ai mới chơi. Thơm lắm mọi người. Này. Để ở góc vườn thôi nhưng mà chỉ cần ra vườn thôi là đã thấy mùi ngào ngạt của cái tố tâm này rồi. Đẹp. Đấy. Đến cái hoa của nó này mọi người. Nó cũng có một viền tím luôn, cái lớp ngoài tím này. Đấy, có thể trong máy quay nó tối nhưng mọi người nhìn rõ. Chân mình nhìn rõ lắm này. Lá tố tâm thì sờ cảm giác nó không khô ráp như là đại kiều nha mọi người. Chậu đại kiều này tương lai khá là đẹp này. Chắc chỉ một tuần nữa thôi. Nào. Miền Bắc này đang trải qua một đợt nóng kỷ lục mà. Nhà mình phải treo hai lớp lưới 70 đấy. Một lớp không chịu nổi luôn. Đây. Các bạn nhìn thấy này. Đấy, cây lan của mình. Cây lan thiên nga này. Vàng ươm hỏng hết lá luôn. Mọi người chú ý nhé. Rất là cẩn thận luôn.